Kính chào toàn thể các bác yêu đồng hồ đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ cùng với các bác chia sẻ và trải nghiệm về một cái phiên bản cực kỳ đẹp, lịch lãm cũng như là đầy nam tính và đa dụng tới từ một cái thương hiệu mà phải gọi là một trong những thương hiệu lâu đời cũng như là được rất nhiều những các quý ông mong muốn sở hữu một chiếc đồng hồ này. Dù là các bác là người mới chơi đồng hồ hay đã là người chơi đồng hồ lâu năm thì chắc hẳn Omega lúc nào cũng là một cái thương hiệu nổi tiếng đúng không ạ? Phía sau chiếc hộp gỗ này chúng ta sẽ có các nhân vật chính ở đây. Nhưng trước khi đến với nhân vật chính, chúng ta sẽ đi tham quan về phụ kiện của đồng hồ. Chúng ta vẫn sẽ có cuốn sổ của Omega giới thiệu về bộ máy của hãng đó và những cơ cấu mà độc quyền từ Omega các bác nhé. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có đầy đủ bộ thẻ của đồng hồ ở đây, thẻ chứng nhận chronometer đó, chứng nhận chiếc đồng hồ chúng ta có chạy chuẩn chronometer, nghĩa là sai số cực kỳ tốt, chỉ dưới 5 giây một ngày. Chúng ta cũng sẽ có đầy đủ là thẻ pictogram giới thiệu về tính năng của đồng hồ, mã reference và bộ máy trang bị, bộ máy 8500 với rất nhiều những cái tính năng ở đây các bác nhé. Cuối cùng là chúng ta sẽ có một cái thẻ international warranty và đây là thẻ bảo hành toàn cầu của Omega đó. Nhưng đây sẽ là một cái phiên bản hàng sách tay các bác nhé. Nó sẽ không có bảo hành khi mà các bác mua ở bên em, mà chỉ có bảo hành tại cửa hàng thôi ạ. Đó là có một cái khác biệt so với những chiếc mà các bác mua mới tại những đơn vị ưu tích chính ngạch. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là một chiếc đến từ một cái thương hiệu ưu tích chính ngạch, nhưng họ là hàng thanh lý ở cửa hàng nên nó sẽ không có bảo hành toàn cầu các bác nhé. Đó, bên em vẫn bảo hành cho các bác 5 năm bảo hành cho các bác 5 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời để các bác có thể trải nghiệm và có những cảm nhận tuyệt vời về cái dòng sản phẩm rất là cao cấp đến từ Omega này. Ở cái phiên bản hôm nay mà em đang có ở đây, đó chính là một chiếc Omega Debut Our Vision, một cái phiên bản rất cao cấp mà Omega muốn trang bị cho những quý ông ở hiện đại, những vị doanh nhân thường xuyên đi công tác nước ngoài, hay đơn giản là các bác đang tìm một chiếc đồng hồ vừa mang cái phong cách sang trọng, lịch lãm nhưng cũng phải thật là phá cách và rất trẻ trung nữa. Chiếc này chúng ta sẽ làm chất liệu hoàn thiện đồng hồ và là thép không gỉ 316L với chất thép rất là tuyệt vời của Omega. Đồng thời hai bên thân này sẽ là hai miếng sapphire nguyên khối để các bác có thể quan sát được toàn bộ cái bộ máy thông qua hai cái phần hai bên hông này. Đó chính là lý do mà chiếc đồng hồ này tại tên là Our Vision. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chi tiết của sản phẩm. Chiếc Omega này của chúng ta sẽ là một chiếc đồng hồ qua sử dụng lướt, tình trạng rất đẹp, có đường kính bề mặt là 41mm. Và ở cái phần lắc to lắc này, các bác thấy xem này, cái phần càng nối dây ấy, nó cụp xuống và nó rất là ngắn, khiến cho đồng hồ rất dễ đeo. Các bác chỉ cần có cổ tay khoảng 16 trở lên là đã có thể fit đẹp chiếc đồng hồ này rồi. Một cái điểm chứ danh của Omega đó chính là lớp kính sapphire có phủ chống lóa. Cái lớp phủ chống lóa của Omega họ làm rất dày dặn và nó bền, rất bền theo thời gian. Các bạn thấy một chiếc đồng hồ qua sử dụng mà lớp AR còn rất đẹp đó, khi có ánh sáng đi qua nhé, chúng ta sẽ thấy những phần ánh xanh này và các bác quan sát được toàn bộ những cái chi tiết hoàn thiện đỉnh cao trên mặt số. Chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ tính năng là lên cốt tự động, lên cốt bằng tay, dừng kim giây khi chỉnh giờ và đặc biệt là chính tính năng time zone như này đó. Các bác rút một đợt ra, các thấy không? Khi mà các bác đi đến một múi giờ khác ở một quốc gia khác, đi công tác hoặc đi du lịch, các bác chỉ cần chỉnh đúng cái kim giờ theo cái múi giờ đó, còn những kim giây và kim phút vẫn lại hoạt động bình thường đó, các thấy không? Đây là một cái tính năng rất đặc biệt mà dường như là chỉ có Omega có mà thôi. Đó là tính năng time zone của chiếc đồng hồ này. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về mặt đeo của đồng hồ. Góc 12 giờ chúng ta sẽ thấy một cái logo của Omega biểu tượng hình móng ngựa ở đây, được gắn nổi trên mặt đeo các bác nhá. Cảm giác những cái logo này nó được làm nổi, nó gắn nổi trên mặt đeo ấy, nó rất là cao cấp và nó rất là có chiều sâu các bác nhá. Các bác xem này. Đó, và cái điểm nhấn mà em thích nhất trên chiếc đồng hồ này, trên mặt đeo của nó, đó chính là bộ kim. Các bác quan sát, bộ kim của chiếc này sẽ được làm bằng chất liệu vàng trắng 18K và nó có một cái độ hoàn thiện phải nói là xuất sắc và tuyệt vời. Ở phần giữa kim của chúng ta thì sẽ hoàn thiện trải xước. Các bác xem này,
Nếu các bạn nhìn ở ngoài nắng, ánh sáng mạnh hơn, nó sẽ còn tạo ra chùm hình sáng, ánh sáng ngũ sắc nữa. Hai bên viền thì chúng ta được bơ bo và hoàn thiện tráng gương, rất bóng, rất đẹp. Kim dây của chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ là một kim dây nung xanh với chất liệu màu xanh rất là nổi bật, tạo ra cái điểm nhấn tuyệt vời trên bề mặt đài hồ của chúng ta. Đó, một cái điểm nhấn tinh tế và đầy thanh lịch. Chúng ta cũng sẽ có những cọc số được hoàn thiện với hình thang cân và cũng được hoàn thiện với cái kỹ nghệ là hoàn thiện bóng kết hợp với chảy xước giống như bộ kim. Biểu tượng của dòng sản phẩm Devil và cái chứng nhận Co Axial Chronometer, chứng nhận là bộ máy trước này chúng ta sẽ sử dụng cái bộ thoát đồng trục Co Axial rất là chữ danh. Ô lịch ngày cũng được làm khá là phá cách và nó khá là phù hợp với cái mặt đài hồ này. Đó, cái phần mà các bác để ý, những cái phần mà nó giữ những cái cọc số này, đó sẽ là một cái đường tròn đồng tâm từ những cái kim loại, làm ra nổi bật, chúng ta nổi bật những cái cọc số này lên, làm một cái điểm nhấn hết sức là tuyệt vời. Đó, tất nhiên là nói đến Omega thì chúng ta sẽ phải nói đến cả cái bộ máy của đồng hồ đó. Một bộ máy chứ danh mà đã mang đến rất nhiều thành công cho Omega. Đó, chúng ta sẽ có bộ thoát đồng trục Coaxial, chứ danh của thương hiệu, mang đến một cái cảm giác mượt mà cũng như là giúp cho đồng hồ chạy chuẩn xác và lưu giữ cái sự chuẩn xác này lâu hơn, giúp cho đồng hồ ít phải bảo dưỡng hơn. Ngoài ra thì dây tóc cân bằng cũng làm bằng chất liệu silicon kháng từ, mang lại khả năng kháng từ đến 15.000 Gauss, màu đen đấy các nhé. Đó, góc 12 giờ, đó chính là trái tim của máy đấy, đó chính là balance spring. Chúng ta có thể thấy là những cái phần thân máy được hoàn thiện với đồ hoàn thiện rất sắc sảo từ vân Contest de Genève, cho những cái hiệu ứng ánh sáng dạng 7 sắc cầu vồng cực kỳ là cao cấp. Đó, đan xen vào đó là những cái phần lộ ra những viên chân kính hồng rực ở đây, rất cao cấp. Đó, một bộ máy của chúng ta trang bị đến hai ổ cót chạy chuẩn chronometer và cho khả năng chống từ cao cấp, một bộ máy rất tuyệt vời đến từ Omega, Co Axial 8500 caliber Omega. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có đầy đủ thông tin của hãng này. Bộ máy này chúng ta thì sẽ sử dụng đây, sản xuất tại Thụy Sĩ các bác nhé. Đó, rất là nhiều thông số ở đây mà các bác có thể quan sát khi mà sử dụng chiếc đồng hồ này. Đó, còn cái điểm đặc biệt mà lúc nãy em đã giới thiệu với các bác ấy, hai bên hông sẽ có gắn hai cái phần miếng sapphire nguyên khối để các bác quan sát bộ máy từ hai bên hông này, rất là đặc biệt và chỉ riêng có của Omega thôi. Phần thân của đồng hồ của chúng ta sẽ hoàn thiện chảy xước dọc kết hợp với hoàn thiện bóng, tối đa hóa cái sự bắt sáng của chiếc đồng hồ. Chỉ là một chiếc đồng hồ bằng thép nhưng đeo trên tay vẫn rất lấp lánh, khóa chống gập, dấu dây rất là thông minh và tiện dụng của Omega. Đó, một chiếc size 41mm đeo trên cổ tay của em 15,5 fit đã đẹp rồi. Nhưng nếu các bác cổ tay to hơn, từ 16 trở lên, thì đây chắc chắn là một cái phụ kiện lý tưởng. Một phụ kiện lý tưởng không quá phô trương nhưng lại cực kỳ tinh tế. Đó chính là những gì Omega Devil mang lại. Không quá mỏng manh nhưng lại là một chiếc đồng hồ đa dụng, có thể kết hợp với nhiều trang phục khác nhau mà vẫn không bị mất đi cái sự thanh lịch, tao nhã của mình. Đó, sản phẩm đang có sẵn tại cửa hàng, các bác có thể đến để lên tay cũng như là trải nghiệm trực tiếp. Các bác ở xa hãy liên hệ với em với số điện thoại Zalo bên góc phải màn hình để bên em có thể tư vấn hoặc cung cấp thêm những cái thông tin chi tiết cụ thể về sản phẩm. Bảo hành 5 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời và cam kết là hàng chính hãng 100%. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.